Gia Cát Lượng lục soát Kỳ Sơn, hao binh tổn tướng, nguyên khí kiệt quệ mà vẫn không thể đánh nổi Ngụy Quốc, cũng chỉ vì Tử Mã Ý. Nhà Ngụy truyền đến đời thứ ba là Tào Phương, tên Thụy là Phế Đế, dưới thì có Tào Sàng cùng Tư Mã Ý phò trợ. Lúc này, chính cục nhà Ngụy đã xảy ra một biến cố rất lớn. Phe Tào Sàng chủ Trương Văn Trị, tức là Ngụy Yên mà hưởng Thái Bình. Nhưng Tư Mã Ý và các tướng thì chủ trương Võ Trị, đòi phải tiếp tục đánh Thục, Ngô để thống nhất Giang Sơn. Từ đó, Tư Mã Ý đem lòng chống đối, sẵn sàng thừa cơ lật đổ Tào Ngụy. Tào Sàng biết lòng dạ Tư Mã Ý muốn làm phản, nhưng là vì công thần nên đã xúi Tào Phương cho Tư Mã Ý giữ chức thái phó, còn mình nắm giữ binh quyền. Tư Mã Ý không kịp trở tay, đành giao lại ân tín chỉ huy binh mã cho Tào Sàng. Và lại, Tư Mã Ý biết mưu bị lộ, bèn thác có bệnh rồi cùng hai con từ chức về quê. Trong lúc này, Tào Sàng lại chuyên quyền ăn chơi hưởng lạc, chẳng mảy may tới việc triều chính, lại thường hay ra ngoài săn bắn, mặc sức cho em là Tào Hy và mưu sĩ là Hoàn Phạm can ngăn. Một hôm, nhân cơ hội Tào Sàng đưa Ngụy Chủ ra Lăng Cao Bình tế tự tiên đế, rồi nhân thể đi săn, thì Tư Mã Ý bắt đầu khởi binh. Một mặt, Tư Mã Ý sai quân đến giữ Tư Dinh họ Tào, một mặt cùng với các quan văn võ tới cung tâu với Quách Thái Hậu rằng Tào Sàng là gian thần loạn nước, rồi viết một chiếu thư đổ hết tội cho Tào Sàng, xin Ngụy Chủ trị tội. Mặt khác, lại sai người tới gặp Tào Sàng ra lời phủ dụ, chỉ muốn tước lấy binh quyền, cốt chỉ muốn Tào Sàng tự nộp mạng mà không mất sức. Lúc này trong thành, bọn môn đệ của Tào Sàng đã bỏ thành mà trốn đi cả, chỉ riêng có Hoàn Phạm là chạy tới Bảy Mưu. Nhưng Tào Sàng hay tin kinh sợ, đành phải tin lời Tư Mã Ý. Hoàn Phạm thấy vậy cũng khóc ầm lên rồi nói: Tào Tử Đan khoe mình mưu trí, nay được ba con đụt như chó lợn cả mà thôi. Ấy là để nói Tư Mã chưa đánh mà họ Tào đã hàng vậy. Hôm sau, Tào Sàng mang ân tín tới, Tư Mã Ý quy tội làm phản, đem chém sạch cả bọn môn đệ lẫn ba anh em họ Tào, phế bỏ Tào Phương, lập Tào Mao lên ngôi, lấy hiệu là Văn Đế. Sau này, Tư Mã Ý qua đời, Ngụy Chủ Tào Phương mới phong cho anh em Tư Mã Chiêu, Tư Mã Sư nắm toàn bộ binh quyền. Lại nói về thứ sử Ung Châu là Hạ Hầu Bá, hay tin họ Tư Mã tạo phản, ắt sẽ đến lượt mình, liền bỏ sang Hán Trung xin hàng, lại xúi dục tướng Thục Hán là Khương Duy khởi binh đi đánh Ngụy Quốc. Tư Mã Chiêu thấy vậy cũng đem quân ra cự. Lúc này, chính thức bắt đầu cuộc chiến tranh Thục Ngụy. Thực chất, cuộc chiến tranh Thục Ngụy lần hai này chính là sự tiếp nối cuộc Bắc phạt mà Gia Cát Lượng đã để lại cho Khương Duy, để rồi tiến tới diệt vong nhà Thục. Năm 247, sau khi dẹp xong loạn các dân tộc thiểu số ở Vấn Sơn và Bình Khang, sẵn đang khí thế, Khương Duy mang quân đi đánh Tào Ngụy, mở màn chiến dịch chinh phạt Trung Nguyên. Quân Thục sông sảo tấn công và xâm nhập quấy phá các vùng Lũng Hữu, Nam An thuộc Ung Châu, sau đó táo bạo giao chiến với các tướng Ngụy là Quách Hoài, Trần Thái tại sông Định Đào. Tại đây, quân Ngụy cho quân bao vây thành Khúc Sơn, khiến cho quân Thục không rút ra được. Khương Duy liền dẫn quân vòng qua núi Ngưu Đầu giải vây, hòng đánh úp Ung Châu, nhưng bị Tư Mã Sư và Trần Thái đoán biết được ý đồ đánh trả. Khương Duy đành phải cho rút quân về Dương Bình, đành để mất Khúc Sơn. Năm 249, sau khi quân Đông Ngô đánh tan được quân Ngụy tại quận Đông Hưng, đẩy lùi được cuộc xâm lăng, thì Ngô Quốc liền gửi thư sang mời Khương Duy cất quân đến Nam An phản công toàn diện. Khương Duy lại cho người sang kết hiếu với người Dợ Khương để củng cố lực lượng. Tại đây, quân Thục gặp phải mãnh tướng là Từ Chất, không sao hạ được. Duy bèn nảy kế, dùng quân lương làm mồi dử Từ Chất ra sau núi Thiết Lùng. Tại đây, bao vây và dùng hỏa công, giết chết được Từ Chất. Quân Thục lại lấy được quần áo của quân Ngụy, liền cải trang và đột kích doanh trại Tư Mã Chiêu, khiến cho Chiêu bị vây khốn trên núi Thiết Lùng. Về sau, quân Ngụy phải dùng mưu xin hàng, rồi trà trộn vào quân Dợ Khương đánh úp quân Thục, giải vây được cho Tư Mã Chiêu. Nhưng trong lúc loạn lạc,
Quách Hoài bị trúng tên chết trận. Năm 253, nhân lúc Tư Mã Sư qua đời, Khương Duy xin hậu chủ cất quân đi đánh Ngụy. Ông dẫn quân ra đường Bảo Hãn, đối đầu với thứ sử Ung Châu là Vương Kinh và phó tướng Trần Thái. Tại đây, Khương Duy đã dùng mẹo dử quân Ngụy đến gần sông Thao Thủy, rồi quay binh đánh vật lại, giết chết hơn 10,000 quân. Đương trên đà thắng lợi, Khương Duy tiến đến đồ thành Địch Đạo. Nhưng thành này tường gạch vững chắc, lương nhiều, quân Thục không sao công phá được. Sau đó thứ sử Duyện Châu là Đặng Ngải tới giải vây. Quân Thục thấy bị bao vây, đành phải rút về Trung Đê. Năm 256, Khương Duy được Lưu Thiện Phong làm đại tướng. Duy chịu chức tạ ân, rồi dâng lại biểu, chuẩn bị cất quân đi đánh Ngụy. Hạ Hầu Bá can ngăn, nhưng Duy không nghe, tự mình chỉnh đốn binh mã, tiến quân ra Kỳ Sơn đánh Lũng Tây. Đặng Ngải biết trước, bèn cho quân giữ Kỳ Sơn. Duy không sao vượt được, bèn lệnh cho quân giữ trại ở Kỳ Sơn làm nghi binh, còn mình vòng qua Đồng Đình hạ Nam An. Đặng Ngải lại đoán biết được, cho Trần Thái đánh trại của Duy ở dưới núi Kỳ Sơn. Hạ xong trại thì tập hậu Khương Duy. Ngài lại tự mình dẫn quân về Nam An đón đầu Khương Duy, hỏng ép Duy phải chạy ra Thượng Nhai. Bị Đặng Ngải cùng Trần Thái bao vây hai mặt ở đoạn cốc. May sao có Hạ Hầu Bá đến cứu, Duy mới thoát chết. Khương Duy thua trận dẫn quân về, xin chịu tội, tự giáng chức như Gia Cát Thừa Tướng từng làm khi mất Nhai Đỉnh trước kia để chuộc tội. Lưu Thiện Chuẩn Y giáng ông làm hậu tướng quân, lo việc đại tướng quân. Chiến dịch lần thứ tư xem như thất bại. Tới năm 257, tướng Ngụy là Gia Cát Đản vì bất bình Tư Mã Chiêu mà làm phản ở Hoài Nam, liên kết với Đông Ngô. Khương Duy nhân cơ hội đó mang quân đánh Ngụy. Ông kéo quân từ Lạc Cốc đến núi Trầm Lĩnh rồi đánh vào Trường Thành. Lúc đó ở Trường Thành có nhiều lương thảo nhưng ít quân bảo vệ, do tướng Ngụy là Tư Mã Vọng trấn giữ. Nghe tin quân Thục đánh đến, Vọng vội sai người cầu cứu Đặng Ngải. Đặng Ngải liền xuất quân từ Lũng Hữu đến Trường Thành giải vây. Khi thấy Đặng Ngải tới, Khương Duy nể trọng vì vốn là một kỳ phùng địch thủ, nên muốn quyết một trận sống mái, bèn hẹn sang hôm sau sẽ giao chiến. Nhưng Tư Mã Vọng và Đặng Ngải cố thủ ở sông Vị Thủy, dù cho Khương Duy khiêu chiến nhiều lần cũng không ra. Lại hay tin Gia Cát Đản bị Tư Mã Chiêu đánh bại, quân Ngô cũng rút cả, liệu thế không thể cầm cự lâu thêm. Ông đành rút quân về Thành Đô, được phục chức đại tướng quân. Cuộc tấn công thứ 5 tuy gặp nhiều thời cơ, nhưng cũng không đạt được kết quả. Năm Cảnh Diệu thứ 4, 261, hậu chủ Ngô Quốc là Tôn Hưu, lo sợ nay mai Tư Mã Chiêu tất sẽ thoái Ngụy, vội viết thư sang Thục, dục cất quân đi đánh Ngụy. Khương Duy kéo quân Thục ra Kỳ Sơn để hạ trại. Lần này, Khương Duy đã chuẩn bị từ trước, liên tục thay đổi trận pháp, khiến cho Đặng Ngải thua to. Đặng Ngải chỉ còn cách sai người vào Thành Đô kết liên với viên hoạn quan Hoàng Hạo, vốn được Lưu Thiện tin dùng. Hạo mới phao tin đồn ra khắp thành rằng Khương Duy có bụng tạo phản, cho nên hậu chủ Lưu Thiện liền giáng chiếu triệu Khương Duy trở về. Cuộc tấn công lần thứ 6 xem như thất bại. Cùng năm đó, Tư Mã Chiêu làm phản, chỉ đạo Thanh Tế giết chết Ngụy chủ Tào Mao. Khương Duy thấy thời cơ đã đến, liền cất 15,000 quân Thục chia làm 3 đường, hẹn với Đông Ngô sang đánh Ngụy. Lệnh cho Trương Dực đi ra Lạc Cốc, Liêu Hóa đi ra lối hàng Tí Ngọ, còn Khương Duy ra hàng Tả Cốc, ba mặt sẽ cùng kéo đến Kỳ Sơn. Đặng Ngải thấy vậy, liền hội các tướng lại bàn cách ứng phó, mới nghĩ ra một mưu. Liền sai tướng Vương Quán giả làm cháu cùng họ với Vương Kinh, vốn là cận thần của Tào Mao, bị Tư Mã Chiêu chém chết trong cuộc binh biến, đến hàng Khương Duy, nói là muốn báo thù, nhưng mục đích là làm nội ứng. Tuy nhiên, điều này đã bị Khương Duy phát giác. Duy bèn tương kế tiểu kế, đánh cháo thư mật của Vương Quán cho Đặng Ngải, nói rằng một mặt sẽ đi đánh Kỳ Sơn, còn sai Vương Quán ra cửa Xuyên Vận Lương, nhưng lại đổi ngày hẹn trong thư, rồi đem quân phục sẵn trong hang Đàm Sơn vây đánh Đặng Ngải. Đặng Ngải mắc mưu bị đánh bại, phải bỏ cả ngựa lẩn vào trong rừng chạy thoát, thiệt hại nhiều quân. Vương Quán biết đã bị bại lộ thì liều chết
đốt hết lương ở cửa xuyên, rồi lao mình xuống sông Hắc Long tự tử. Tới năm Cảnh Diệu thứ 5, tức năm 262, Khương Duy lại dâng tấu khởi binh. Khi ra khỏi Hán Thành thì bị Đặng Ngải đánh bại, Hạ Hầu Bá cũng tử trận, quân Ngụy đuổi thẳng tới thành Hầu Hà. Khương Duy dùng mưu dương đông kích tây, kéo quân đi đánh Kỳ Sơn rồi về đánh úp Đặng Ngải. Khương Duy thắng trận, chiếm được 9 trại Kỳ Sơn, chuẩn bị tấn công thành Trường An. Đặng Ngải thấy thế quân nguy khốn, liền dùng lại kế cũ, tiếp tục sai người mua chuộc hoạn quan Hoàng Hạo để nhờ Lưu Thiện gọi Khương Duy về. Khương Duy đành phải uất ức về triều, tâu xử tội Hoàng Hạo. Nhưng vì hậu chủ Lưu Thiện tin dùng nên xin tha, Khương Duy đành phải lui về. Sau khi trở về, sợ bị trả thù, ông liền xin cáo quan lui về Đạp Trung làm ruộng, tiện cầm binh cấp lương thảo cho quân ăn rồi tính kế lâu dài. Còn về phía Tư Mã Chiêu, hay tin Khương Duy đã lui về ở ẩn, liền lệnh cho Trung Hội và Đặng Ngải tiến đánh Thục Quốc. Đến ngày mùng 3 tháng 7, mùa thu năm Cảnh Nguyên thứ tư của nhà Ngụy thì khởi binh. Quân Ngụy do Trung Hội và Đặng Ngải thống lĩnh tiến quân vào đất Thục. Đoàn quân Ngụy chia làm hai cánh, một cánh do Trung Hội dẫn đầu đánh trực diện vào Hán Trung, cánh kia cho Đặng Ngải thống lĩnh đánh từ Lũng Tây. Khương Duy hay tin, bèn viết biểu về triều, đề nghị Lưu Thiện điều động Trương Dực, Liêu Hóa bảo vệ Dương An và Âm Bình. Nhưng Hoàng Hạo lại rèm rằng Khương Duy tâu man là để lập công, nên Lưu Thiện không điều động quân đi phòng thủ. Trung Hội liền lệnh cho Hứa Nghi làm tiên phong đi trước đánh ải Nam Trịnh. Hội cho đại quân đi sau hòng chiếm lấy Hán Trung. Tướng Thục là Lư Tốn giữ Nam Trịnh biết tin, bèn chia quân chấn giữ nơi hiểm yếu, mai phục đánh cho Hứa Nghi chạy thục mạng. Hứa Nghi thân là quân tiên phong mà lại sợ chết lui binh, làm lòng quân nao núng nên bị Trung Hội chém đầu thị trúng. Hội liền đích thân đem quân đi phá ải. Lư Tốn liều chết chiến đấu, nhưng thế địch binh đông tướng mạnh không sao địch nổi. Sau Hội lại chia quân làm ba đường tấn công Lạc Thành, Hán Trung và Dương An. Hội lại nhân thấy nhà Thục suy vi, lòng dân đang bất bình, nên hạ lệnh quân sĩ tuyệt nhiên không được cướp bóc của dân, không được giết người vô tội, ai trái lệnh đều giết không tha. Ấy nên tướng giữ thành cùng dân chúng cùng nhau ra đầu hàng. Trung Hội chiếm Hán Trung mà gần như không mất một binh một tốt. Lại nói về Khương Duy, sau khi Lưu Thiện không chủ động cho quân ra nghênh địch, Duy bèn truyền hịch cho các tướng là Liêu Hóa, Trương Dực, Đồng Quyết, dẫn quân trấn các cửa Âm Bình, Dương An. Còn Duy tự mình bày binh đón đánh Đặng Ngải tại Đạp Trung. Tại đây, Duy lần lượt đánh bại các đội quân dưới trướng của Ngải. Nhưng chợt nghe tin dữ từ Hán Trung, đành lui binh về, trên đường bị Đặng Ngải truy kích. Duy lại hay tin, Gia Cát Tự đã cho quân chiếm cầu Âm Bình, cắt đường rút lui của ông. Tình thế trước sau có địch, vô cùng nguy cấp. Trong cơn nguy khốn, Duy bèn nảy kế, giả vờ cho quân vòng qua đường Khổng Hàm Cốc chiếm Ung Châu. Tự thấy vậy, liền lui binh về ứng cứu. Duy nhân cơ hội này, quay ngược đại quân phá cầu Âm Bình. Vừa lúc gặp viện binh của Liêu Hóa và Trương Dực, ông lệnh cho Liêu Hóa ở lại Âm Bình chống quân Ngụy, còn mình mang quân ra đánh Trung Hội. Lúc này, quân Ngụy đã tiến sâu vào đất Thục, nhưng Ích Châu vốn là nơi địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công. Duy lại cho người giữ các nơi hiểm yếu, nên bọn Trung Hội Đặng Ngải lâu ngày mà vẫn không tiến thêm được bước nào. Sợ tình thế rằng co lâu ngày ắt sinh biến, Ngải đánh liều mình cho quân đi theo đường núi Âm Bình, vừa đi vừa đẽo núi làm đường, vượt 700 dặm qua núi Ma Thiên Lĩnh đánh thành Giang Du. Tướng giữ thành lúc bấy giờ vốn không có chút gì phòng bị, thấy Ngải đi bộ dẫn quân tiến vào thành thì lập tức đầu hàng. Lúc này, quân Ngụy chỉ còn cách thành đô độ hơn 100 dặm. Gia Cát Chiêm cùng con cả là Gia Cát Thượng xin dẫn nốt 7 vạn quân cuối cùng ra giữ thành Miên Trúc, lại cùng lúc cho sứ sang cầu cứu Ngô Vương Tôn Hưu. Nhưng nước xa nào kịp cứu lửa gần. Với quân số áp đảo, Ngải đã phá Miên Trúc, hai cha con Gia Cát đều tử trận. Thành đô không còn nổi một binh tốt, Lưu Thiện
đành cùng các bá quan văn võ tự trói mình ra trước thành mời dạng đầu hàng. Nhà Thục Hán chính thức mất từ đây. Khương Duy sau đó cũng theo lệnh là đem tướng sĩ ra đầu hàng trung hộ. Ngay từ năm 262, Tư Mã Chiêu đã tham vọng thống nhất Tam Quốc bằng một liên hoàn kế, đánh Thục trước, rồi sau đó sẽ tới Ngô và cuối cùng là lật đổ nhà Ngụy. Đến tháng 10 năm 263, cánh quân của Đặng Ngải đẽo núi Âm Bình vượt Mà Thiên Lĩnh đột kích thành Miên Trúc. Còn cánh quân của Trung Hội cầm chân Khương Duy ở Kiếm Các, khiến lực lượng cuối cùng bảo vệ thành đô bị chia cắt làm hai. Kết quả toàn bộ triều đình của hậu chủ Lưu Thiện phải tự đến trại Ngụy xin hàng, nhà Hán chính thức diệt vong. Vậy là Tư Mã Chiêu đã thành công thâu tóm nhà Thục, vùng đất phía Tây cũng từ đó mà về Ngụy quốc. Với việc tiêu diệt nhà Thục, Tư Mã Chiêu khiến nhà Ngụy càng thêm nguy khốn, lúc này vốn đã nằm trong tay Tư Mã Chiêu chờ chết. Sau đó, Tư Mã Chiêu ép Ngụy Nguyên Đế là Tào Hoán phong Chiêu làm Tấn Vương vào ngày 2 tháng 5 năm 264, từng bước diệt đi họ Tào. Dù đã được phong làm Tấn Vương và ngai vàng đã rất gần, nhưng Tư Mã Chiêu cũng không vội vã thôn tính nốt Đông Ngô. Bởi lẽ, sau cuộc chinh phạt Thục Quốc, nước Ngụy đang tồn tại hai vấn đề. Thứ nhất, nhân dân, binh lính còn đương mỏi mệt, hao kiệt sau chiến tranh. Và lại Đông Ngô thông thạo thủy chiến nên cần phải ngơi nghỉ và tập luyện lực lượng thủy quân tinh nhuệ mới có thể cất quân. Thứ hai, Thục Quốc vừa mới quy hàng, cần phải yên dân để ổn định nội bộ trước. Vì vậy, Tư Mã Chiêu đối đãi rất hậu với nhân dân. Trong lúc đó, Đông Ngô hay tin Thục Hán đã diệt vong thì nay mai tất sẽ đến lượt mình, nhưng lại không hề có sự phòng bị. Bởi lẽ triều đình nhà Ngô đã tự mình bắt đầu đi vào con đường suy vong sau cái chết của Tôn Quyền vào năm 252 và bắt đầu một cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa ba anh em họ Tôn. Tôn Lâm thì chuyên quyền ép Tôn Lượng thoái vị nhường ngôi cho Tôn Hưu tuổi nhỏ, hòng dễ bề kiểm soát. Nhưng về sau, Tôn Hưu vì bất bình trước sức ép của Tôn Lâm đã lập kế trừ đi. Sau đó bức tử nốt Tôn Lượng để tránh nguy cơ Lượng quay trở lại tranh giành ngai vàng. Cuối cùng, ngai vàng chính thức thuộc về Tôn Hưu vào năm 260. Đến mùa hạ năm 264, Tôn Hưu bị bệnh nặng, muốn phó thác Tôn Loan làm vua. Nhưng Tôn Loan lúc đó tuổi còn nhỏ mà nhà Thục mới bị diệt xong. Quần thần mới bảo nhau rước Tôn Hạo tuổi đã trưởng thành là cháu Tôn Hưu về làm vương. Nhưng việc đón Tôn Hạo về làm vua lại là một bước đi sai lầm của triều đình nhà Ngô trước cơn bão xâm lăng sắp sửa ập tới từ Ngụy quốc. Dù đã thấy cảnh Lưu Thiện giờ đang nằm trong tay Ngụy quốc và các quan đại thần hết sức khuyên Hạo nên tăng cường phòng thủ cho Đông Ngô. Vậy mà Tôn Hạo không nghe, cứ mải mê đắm chìm tiểu sắc, trở nên thô bạo và mê tín dị đoan. Chỉ một năm sau tại Ngụy quốc, vào ngày 6 tháng 9 năm 265, Tư Mã Chiêu ốm nặng qua đời mà chưa kịp chạm tay lên ngai vàng, Tư Mã Viêm liền lên thay cha. Tư Mã Viêm lại giống Tào Phi năm xưa, ép Ngụy đế Tào Hoán thoái vị nhường ngôi cho mình vào ngày 4 tháng 2 năm 266. Vậy là sau 45 năm tồn tại, đế chế Tào Ngụy cũng đi đến diệt vong như nhà Thục Hán. Hai quốc gia chính thức sáp nhập làm một, tạo nên nhà Tây Tấn. Tư Mã Viêm lấy tên Thụy là Tấn Vũ Đế, tiếp tục giấc mộng thống nhất Trung Hoa của Tư Mã Chiêu. Nhưng trước mắt, Tư Mã Viêm phải đối mặt với hai vấn đề quân sự còn nguy cấp hơn cả. Đó chính là sự quấy phá thường xuyên của Tôn Hạo ở mặt Nam và sự nổi loạn của người Hung Nô, Tiên Ti và Khương ở đất Tần, Lương. Trong khi đó, Tấn Vũ Đế đã khôn ngoan ưu tiên dẹp yên cuộc nổi loạn vùng Tây Bắc trước và sai sứ gửi thư sang Đông Ngô cầu hòa, nhưng lại âm thầm huấn luyện thủy binh chuẩn bị đánh Ngô. Chính vì bức thư cầu hòa này mà Tôn Hạo tin vào lời bọn đạo sĩ rằng Tấn Quốc đang suy yếu rồi khắc tự về tay Đông Ngô, cho nên càng dương dương tự đắc. Trong các năm từ 268 đến 275, các tướng Đông Ngô là Đinh Phụng, Ngu Dĩ, Đào Hoàng, Lục Kháng nhiều lần mang quân sang quấy phá xâm nhập Tây Tấn.
chống cự với các tướng Dương Tắc và Dương Hỗ. Chiến sự diễn ra đỉnh điểm nhất trong giai đoạn năm 268 đến năm 271. Đào Hoàng, Đinh Phụng ba lần mang quân sang chiếm lại quận Giao Châu, trước kia bị Lữ Hưng làm phản, mang sang hàng Tào Ngụy. Nhưng cả ba lần đều bị đánh bại, Đinh Phụng thì ốm mất. Về sau, Đào Hoàng dùng kế phản gián, thành công bắt được Dương Tắc giải về triều, lấy lại được Giao Châu. Nhưng giữa đường Tắc ốm chết, còn Hoàng được phong làm thứ sử Giao Châu. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 272, Chiêu Vũ tướng quân, Tây Lăng đô đốc Bộ Xiển lại mang Tây Lăng sang hàng Tấn. Bởi lẽ Bộ Xiển lo sợ, Tôn Hạo nghe lời Mê Tín xuống chiếu triệu ông về kinh là muốn giết mình, nên đã sợ hãi trốn đi. Vì vậy, Tôn Hạo mới sai Lục Kháng thúc quân sang lấy lại Tây Lăng. Tấn Đế sai Dương Hỗ tới tiếp ứng, nhưng không kịp, liền bị quân Ngô lấy lại Tây Lăng. Cả nhà Bộ Xiển đều bị xử trảm, tru di tam tộc. Nhưng việc Bộ Xiển sang hàng Tấn lại khiến lòng tướng sĩ Ngô càng thêm nao núng. Và đó là hai chiến thắng duy nhất của quân Đông Ngô trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh về Tấn Quốc. Điều này càng khiến Tôn Hạo ngạo mạn tin vào quẻ bói rằng đến năm Canh Tý, Lọng Xanh sẽ vào được Lạc Dương. Tôn Hạo tin những lời này là thật và không mang thêm quân phòng bị cho khu vực biên giới. Tới năm 274, Lục Kháng lâm bệnh nặng, bèn dâng thư lên Tôn Hạo mà khuyên Hạo tăng cường phòng thủ biên giới phía Tây là nơi hiểm yếu, nhưng Tôn Hạo đã không đồng tình. Sau đó, Tôn Hạo chia quân của Lục Kháng thành 6 phần, do các con của Kháng là Yến, Cảnh, Huyền, Cơ, Vân, khiến quân Ngô ngày càng suy yếu hơn. Mấy hôm sau, Lục Kháng qua đời. Trong suốt khoảng thời gian đó, Tấn Vũ Đế đã diễn tốt màn kịch nghi binh của mình, khi không chỉ dẹp yên được loạn Hung Nô vào năm 279, mà còn huấn luyện được đội thủy quân tinh nhuệ, lại vừa khiến Tôn Hạo mất cảnh giác tới nỗi. Tướng Ngô là Ngô Ngạn đã vớt được những mảnh gỗ vụn đóng thuyền của đại quân nhà Tấn từ thượng lưu chảy xuống, rồi đem chuyện này cấp báo với Tôn Hạo và yêu cầu viện binh. Nhưng Tôn Hạo lại không nghe. Giờ đây, Đinh Phụng và Lục Kháng đã mất, dương cột của quốc gia không còn. Nhà Ngô chỉ còn là cái xác không hồn, huyễn hoặc trước cuộc tấn công của nhà Tấn. Đến năm 279, Vương Tuấn, người được Tấn Vũ Đế giao cho nhiệm vụ huấn luyện thủy quân, nhận thấy rằng đã đến lúc cất quân đi đánh Ngô, thì mới cùng Trương Hóa và Đỗ Dự dâng biểu thuyết phục Tấn Đế. Tấn Vũ Đế đồng ý mang 20 vạn đại quân đi đánh Ngô, vì quân Ngô sau khi Lục Kháng mất không được tăng cường thêm và phải canh phòng trên dải biên giới kéo dài nghìn dặm, nên quân Tấn quyết định tấn công tập trung vào một mặt, rồi chia ra cô lập các cánh quân còn lại. Tháng 11 năm 279, quân Tấn chia làm 6 cánh đánh quân Ngô dọc theo sông Dương Tử. Trấn Đông đại tướng quân Lang Nha Vương Tư Mã Do xuất binh từ Hạ Bì tấn công theo hướng Tử Trung. Yên Đông đại tướng quân Vương Hồn từ Thọ Xuân tấn công Hoành Giang. Kiến Uy tướng quân Vương Nhung từ Hạng Thành tấn công Vũ Xương. Bình Nam tướng quân Hồ Phấn từ Giang Hạ tấn công Hạ Khẩu. Còn Trấn Nam đại tướng quân Đỗ Dự dẫn 10 vạn quân từ Tương Dương ra mặt Giang Lăng, lại sai Long Tương tướng quân Vương Tuấn, Ba Đồng giám quân Đường Bân dẫn quân từ Ba Thục xuôi thuyền theo Dương Tử xuống phía đông, sai Giả Sung làm đại đô đốc, Dương Tế làm phó đô đốc xuất lĩnh trung quân đóng tại Tương Dương để hỗ trợ. Trung thư lệnh Trương Hoa chịu trách nhiệm vận lương. Bốn lộ quân phía Tây chịu trách nhiệm tấn công, hai lộ phía Đông có nhiệm vụ cầm chân chủ lực quân Đông Ngô, chờ đại quân từ Tây kéo sang thì mới tập trung đánh thẳng vào Kiến Nghiệp. Còn về phía Tôn Hạo, vẫn giữ một niềm tin mù quáng rằng nhà Tấn sắp suy vong sẽ không dám tấn công, chỉ cần có sông Dương Tử là đủ để che chắn cho Đông Ngô, nên không cho thêm quân tới tăng cường. Đầu năm 280, đại quân Tấn kéo đến thượng lưu sông Dương Tử. Đỗ Dự tiến quân bao vây Giang Lăng, sai mấy vạn quân dọc theo sông Dương Tử đánh về phía Tây để dọn đường cho quân của Vương Tuấn. Lại cho 800 binh sĩ đang đêm vượt sông phóng hỏa Ba Sơn, giả kế nghi binh như có đại quân vạn người đóng tại đây, đánh đòn tâm lý khiến cho quân Ngô nao núng. Quân Tấn theo lệnh đánh đến đâu là quân Ngô hàng đến đấy. Lúc này, phần lớn thượng nguồn sông Dương Tử đã về tay nhà Tấn.
Đại quân của Vương Tuấn Đường Bân xuôi sông Dương Tử công thành Kiến Bình, nhưng tướng trấn giữ thành là Ngô Ngạn cố thủ không sao phá được. Vương Tuấn vì nể phục Ngô Ngạn kiên cường, bèn hạ lệnh bỏ qua Kiến Bình, tiếp tục xuôi dòng sang phía đông. Vương Tuấn thuận lợi đánh đến tháng 3 năm 280 là chiếm được Đan Dương. Đánh xong Đan Dương, Vương Tuấn tiến quân đến hẻm Đan Dương thì gặp trận đồ của quân Ngô. Nhìn thấy trận đồ thủy chiến của quân Ngô có vài vạn cọc sắt, mỗi cái dài hơn một trượng, cắm ngầm ở dưới đáy nước, lại liên kết bằng xích sắt, thì Vương Tuấn cho thả bè, trên có người rơm cho mặc áo giáp cầm khí giới, xen lẫn với tinh binh. Quân Ngô trông thấy tưởng là người thật, chạy trốn mất cả. Bè vướng vào cọc đều bị kéo bật cả đi. Trên bè lại có cây đình liệu to, dài vài trượng, trong vẩy dầu mỡ. Phàm chỗ nào có dây xích thì sai lính đốt cây đình liệu lên mà nung chảy dây xích. Chẳng mấy chốc thuyền quân Tấn cứ thế qua sông. Đến ngày 20 tháng 3 năm 280, quân Tấn chiếm Tây Lăng và hai ngày sau là Kinh Môn và Di Đạo, rồi tiến đánh Lạc Hương, phá tan phòng tuyến quân Ngô. Tới tháng 4 năm 280, Giang Lăng bị Đỗ Dự vây giáp, sắp không chống nổi. Tướng thủ Giang Lăng là Ngũ Diên dẫn binh ra khỏi thành trá hàng, nhưng bị Đỗ Dự phát hiện cho đại quân công sát, thành Giang Lăng thất thủ. Cùng thời gian đó, Hồ Phấn cũng cho quân tiến đánh phá được thành Công An. Toàn bộ quân Ngô tại khu vực Giang Lăng đều đã thất thủ. Sau đó, đến ngày 4 tháng 4 năm 280, quân Tấn phân bổ lại lực lượng để đánh chiếm tiếp Linh Lăng, Quế Dương. Theo đó, Đỗ Dự chia bớt 17.000 quân sang hợp với cánh quân của Vương Tuấn và Đường Bân. 7.000 quân của Hồ Phấn sẽ đánh Hạ Khẩu cùng Đường Bân, còn 6.000 quân của Vương Nhung sẽ cùng Vương Tuấn đánh Vũ Xương. Sau khi đánh xong ba khâu, thì quân của Vương Tuấn sẽ hội với cánh quân của Vương Nhung tiến thẳng về Kiến Nghiệp. Còn về nhánh quân do Vương Hồn chỉ huy, liền dẫn hơn 10 vạn quân thẳng tiến đến Hoành Giang. Tôn Hạo nhận tin đại quân Vương Hồn Nam Hạ, lập tức sai thừa tướng Trường Đễ thống lĩnh bọn Thẩm Oánh, Tôn Chấn, Gia Cát Tịnh xuất 3 vạn quân vượt sông nghênh chiến, ngăn không cho quân Tấn vượt sông. Quân của Trương Đễ sang sông bao vây lấy 7.000 quân của Trương Kiều, là bộ tướng của Vương Hồn. Kiều lập tức xin trá hàng, thì Gia Cát Tịnh mới can ngăn, nhưng Trương Đễ tin lời cho lưu lại. Trương Đễ lại cho đại quân tiến lên đối đầu trực tiếp với quân chủ lực của Vương Hồn là Tư Mã Tôn và Chu Tuấn. Thẩm Oánh liều mình chỉ huy nốt 5.000 tinh binh, song xảo đánh với Tuấn, nhưng bại trận thảm hại phải rút lui. Quân Tuấn thừa thắng đuổi theo, quân Ngô bỏ chạy tán loạn. Lúc này, Trương Kiều mới dẫn quân chặn hậu, quân Ngô trước sau có địch, không sao thoát được. Trương Đễ, Thẩm Oánh và Tôn Chấn đều liều chết xung trận. Riêng có Gia Cát Tịnh dẫn 100 quân kỵ tháo chạy nốt về Kiến Nghiệp. Tôn Hạo nghe tin Gia Cát Tịnh báo về, liền sai Trương Tượng dẫn 10.000 quân thủy ra đón đánh quân của Vương Tuấn đang hăng hái kéo đến Ngưu Trừ. Nhưng quân Ngô thấy cảnh đại bại đã gần kề đều nhụt chí cả, nên từ đêm hôm trước cả vạn thủy quân đều trốn đi tản mát cả. Quân của Vương Tuấn sau đó thuận lợi hợp binh với Vương Hồn, còn Tư Mã Do cũng thành công hạ những cánh quân Ngô khác kéo thẳng đến Kiến Nghiệp. Đến ngày 30 tháng 4 năm 280, quân Tấn đến trước cửa thành Kiến Nghiệp. Tôn Hạo vào thế đường cùng, đành lột hết mũ áo, trói mình sang trại Tấn xin hàng. Khi đó là vào ngày 1 tháng 5 năm 280, Đông Ngô chính thức diệt vong.